Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tập tơ vào một phương tiện giao thông nữa, đó chính là một chiếc máy bay các bạn nhé. Mình sẽ tô chiếc máy bay thành màu nâu nha. Mình lấy màu xanh lá cây nhé, màu xanh lá cây để tô cho đuôi này và những cái phần cánh xe nữa, cánh của máy bay nữa. Ok, mình đã tô xong màu của một chiếc máy bay thôi. Chiếc máy bay này có hai màu, màu nâu với lại màu xanh lá cây các bạn nhé. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài tập tô màu cho chiếc tàu.